Đây là bài 69, tương ứng với phần 5 bài 26 quyển 2. Tỷ 69 khở Đầu tiên là từ quên. Hoàng Hoàng Quên rồi, quên mất. Hoàng lợ Hoàng lợ Con quên mất. Hồ Hoàng lợ lọ. Xin lỗi, con quên mất. Tôi bố chỉ, bố hoảng lọ. Tôi bố chỉ, bố hoảng lọ. Bây giờ là từ mở máy. Khai chi. Khai. Khai. Khai chi Khai mở mở Khai Khai mở di động Khai sổ chi Khai sổ cửa mở cửa Khai cửa Khai Mở máy. Khai chi. Khai chi. Quên mất mở máy. Nguyên văn lá. Quên mở máy rồi. Hoàng khai chi lạ. Hoàng khai chi lạ. Con quên mất mở máy rồi. Bố Hoàng khai chi lạ. vũ khai chi là à đúng rồi con quên mất mở máy rồi à đúng rồi vũ hoàng khai chi là à tuổi lận vũ hoàng khai chi là bây giờ là cách nói nhanh lên mau lên nguyên văn là nhanh khoải Quay Nhanh lên chút, mau lên chút Quay tẻ Quay tẻ Còn không nhanh lên Khai bú quay tẻ Khai bú quay tẻ Bây giờ là từ vang kêu Sẵn Sẵn Âm hẳn Việt là hưởng Di động kêu rồi Sầu chi sàng lọ Sầu chi sàng lọ Di động của ai đang kêu vậy? Sấy đợt sầu chi dạy sàng Sấy đợt sầu chi dạy sàng Điện thoại kêu rồi Điện thoại, Điện thoại, Điện thoại lại kêu rồi. Điện thoại kêu rồi. Điện thoại kêu rồi. Hãy nhắc lại. À đúng rồi, con quên mất mở máy rồi. À đúng Hoàng khai chia là làốả khai chia là nhanh lên điện thoại lại kêu rồi Khoai, điện thoại yêu sáng là Khoai, điện thoại yêu sáng là bây giờ là từ tiếp nhận đón 接，接，âm hán việt là tiếp. nhận điện thoại, 接电话,你念电话接电话 đi nhận điện thoại, 去接电话去接电话 có đi nhận đi chỉ nghe điện thoại nhị chủy chia bà nhị chủy chia bà hãy nhắc lại từ đầu à đúng rồi con quên mất mở máy rồi à tuổi lỡ bố hoảng khai chi lỡ à tuổi lỡ bố hoảng khai chi lỡ nhưng lên điện thoại lại kêu rồi. Khải, điện thoại vừa sáng l ọ Khải, điện thoại vừa sáng l ọ Con đi nhận đi. 你去接吧。你去接吧。 Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Xin hãy đến một chút xem. Chính sủ. Nhẹ nặng. Chiên trùng. Uống gốc bia. Hơ bê phí diệu. Lên mạng tra tài liệu. 上网查资料。休息。超市。明来点钞吧。我给你拿钱。叫方奶不又不又这件羽绒服又好又便宜。 打八折。祝你生日快乐。在楼前，tòa nhà tập hợp lên xe。Giải đấu chiến tập hợp lên xe。 Công ty cử đến. Công sư phải lái. Từ đây đến viện bảo tàng rất gần. Sống trò tạo bố ủ quán khẩn chỉnh. Một tòa nhà lớn màu trắng. Ý tòa bái sửa tả lấu. có thể bảo cho cháu được không? Nấng cao sủ ấm á? Thôi, mới có một tệ. Xoàn là bà, cháy khoải. Bắt đầu lên lớp, bắt đầu vào học. Khai sử cửa. Nhớ em xin nghỉ cho bạn ấy cái ạ. 让我给他请个假。李嫂，为什么？累害你 vậy à，giỏi như vậy à，làm ở lì hải để học thái cực quyền。为了学太极拳。 Loại vận động gì? Sớm huyền tụng Đánh bóng rổ Tà lán chiếu Hơn bốn giờ Sử tiền tua Xa nước ngoài Chu của Gọi cho di động của bạn ta Qua một lát nữa hay gọi. Ấy giải tả. điện thoại đến chưa? Lấy điện Gọi điện thoại cho con. 给你打电话。 quên mở máy rồi, hoàng khai chia lọ, nhận điện thoại, chia điện thoại, điện thoại kêu rồi, điện thoại sáng lọ.